Xin chào cả nhà. Em giới thiệu các bác một con máy rửa bát TA3 mới tinh, gần như là nguyên hộp các bác nhé. Đây, rửa nước nóng 80 độ C các bác, nóng bỏng như thế này thì làm gì còn có cái vi khuẩn virus nào nó tồn tại được cả. Nóng bỏng luôn các bác. Con này nó có những cái đồ sơ cua gì lắm này. TA3 như mới tinh. Bếp này. Đấy, có thể đặt lên đấy hoặc là có thể đặt dưới. Đây chắc là đặt. TA3 các bạn nhé. Đây mọi thứ này. Một con máy hàng đấu giá bên Nhật. Hình thức đẹp, không tí vết luôn, gần như là không có vết xước nào cả. Hàng được bảo quản nguyên tại bên Nhật mà, từ bên Nhật mang về đường hàng không về Việt Nam. Mọi nhìn mặt mũi của nó nhé. Đẹp xuất sắc. Cái này sản xuất năm 2019 qua. Đời thì nói chung là quá mới rồi. TA3 quá đẹp, mà còn đấu giá bên Nhật. Con nào thích hàng đẹp đấu giá thì các bác lấy con này nhé. Con này em bán là 8,9 triệu, bảo hành 1 năm. Hàng cực đẹp luôn. Chào các bác.